nickmt.com, trang web mua bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ đang sale đến 50%, giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn có bán nick sơ sinh, nick Free Fire, nick tốc chiến và nick liên quân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Dưới đây thì có một số dịch vụ game như bán vàng, bán ngọc, bán đồ, làm nhiệm vụ thuê, úp bí kíp thuê và dịch vụ săn đệ. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho anh em. Ngoài ra, shop còn có phần vòng quay may mắn và thử vận may, giá chỉ từ 10k và tỷ lệ trúng là 100%. Anh em có nhu cầu gì hãy truy cập ngay nickmt.com để ủng hộ mình nha. Link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay tiếp tục với hành trình về nick game xưa này của mình, thì mình sẽ đi úp con đệ tử này nha anh em. Và mình cũng sẽ không sử dụng đồ sao pha lê y hệt như lúc úp sư phụ nha anh em. Thì ở clip lần trước rất là nhiều anh em cũng yêu cầu mình úp con đệ này lên 40 tỷ đi. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ thực hiện cái hành trình này. Sau đó thì mình sẽ test thử cái sức mạnh của nick không đồ sao pha lê xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Rồi anh em, thì việc đầu tiên chắc là mình cũng phải đi mua một cái bùa 1 tháng nha anh em. Thì chắc là mình sẽ úp trước 1 tháng để xem là con đệ của mình sẽ lên được bao nhiêu. Nếu mà không lên được 40 tỷ thì mình sẽ mua và úp tiếp nha anh em. Rồi, bây giờ mình đã mua thành công một cái bùa đệ tử rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi sang bên đảo Kame để mình nâng chiêu đấm của con đệ lên cấp 2 đi ha. Tại vì nói chung là úp mấy cái con đệ mà không đồ sao pha lê ấy khá là tốn ki, nên là mình nghĩ là cấp 2 là sự lựa chọn chuẩn nhất rồi. Và cái map úp của mình từ sơ sinh lên 1.5 triệu thì chắc là úp ở đây luôn, úp ở Nam Kame này luôn nha anh em. Hello anh em, sau khoảng 1 ngày treo đệ từ sơ sinh thì hiện tại con đệ của mình đã lên được 3.5 triệu sức mạnh rồi nha anh em. Đây, 3.565 rồi, chiêu đấm garlic cấp 2. Giờ thì chắc là mình sẽ đi mua một cái set đồ cho con đệ tử ở trong shop nha anh em. Thì 3.5 triệu mình sẽ mặc được một cái găng 3.2 triệu với cả cái áo, cái quần thì chắc là cũng mua trong shop luôn đi. Tại vì hiện tại thì mình cũng không có sẵn ấy anh em. Mấy cái đồ trước để úp sư phụ thì mình bán hết rồi. Tại vì mấy cái cấp đầu này thì mình nghĩ là không nên đập đồ đâu anh em. Lên tầm 170 triệu gì đấy thì đập nó ok hơn. Rồi thì mình sẽ mua được một cái áo lông xây da 2 triệu 2 sức mạnh này. Một cái quần da bao nhiêu? Quần da này 1 triệu 8 mặc được này, 5 triệu 3 chắc mua luôn đi. Để khi nào con đệ lên 5 triệu 3 mình mặc cho nó luôn nha anh em. Áo 6 triệu 4 cũng mua luôn đi này. Tiếp theo là một cái găng. Găng thì mua được một cái găng 3 triệu 2 này. Găng 10 triệu thì chắc cũng mua luôn để tí nữa dùng luôn anh em ạ. Một cái giày thì chắc là giày 13 triệu đi. Ok. Ô, hành trang đã đầy rồi anh em ơi. Đợi tí mình mặc vào cho đệ xong rồi mua sau đi. Đây, mặc vào cho con đệ cái áo lông này. Tiếp theo là một cái găng 10 triệu chưa mặc được. Găng 3 triệu 2 này. Và tiếp theo là cái quần da, à quần lông đi. Đấy, như này là mình thấy cũng khá ok rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ treo thử con đệ ở bên map 12k này xem nó có cân được hay không nha anh em. Tại vì hiện tại hôm trước mình có quay cái cải trang rơi nhí này vẫn còn hạn sử dụng, nên là mình sẽ tận dụng để úp con đệ này lên 150 triệu luôn nha anh em. Hello anh em, và sau khoảng hơn một ngày thì hiện tại là con đệ của mình đã lên được 149.988 rồi. Thì trong lúc úp ý thì mình chỉ dùng một set lông đỏ thôi nha anh em, một cái găng khá là VIP cấp 4 này, da đa cấp 8 này, có cái cải trang rơi nhí này úp cực kỳ ngon luôn anh em, hầu như là bất tử luôn. Rồi thì chắc là giờ không lằng nhằng nữa thì mình sẽ đi mở skill 2 cho con đệ của mình nhá. Và lần này thì mình sẽ mở thử map bờ vực đen để xem là nó có đen hay không nha anh em. Thì chiêu 2 con đệ nếu mà úp đồ không sao pha lê ấy thì mình vẫn mong nhất đó chính là Atomic nha anh em. Tại vì Atomic đam nó ở mức tầm trung, nhưng mà được cái là nó không tốn ki bằng cái Kame đâu anh em. Kame thì tốn ki kinh khủng luôn ý. Nên là mình hy vọng là con này sẽ ra cho mình, đó chính là Atomic. Rồi, giờ con đệ cũng sắp ra rồi. Mình sẽ bật cờ lên, mình giết thử. Giết trước khi mở đi. Giống cái thủ thuật của anh Còi để xem là chiêu 2 nó có ra được như ý muốn của mình hay không nha nhé. Ok, đợi con đệ mình hồi sinh một cái nhá. Đây rồi anh em ơi. Con đệ của mình đã lên rồi nhá. Đâu để xem hiện tại nó lên bao nhiêu rồi. 149.998 rồi. Một con nữa, một con này nữa thôi là nó sẽ ra nha anh em. Lên đây. Xem skill thôi nào anh em. Atomic đi nào. Atomic. Garlic. Úi xổi ôi. Cầu được ước thấy đấy anh em ạ. À. Rồi thì nó đã ra cái chiêu như mình mong muốn rồi, thì khả năng là mình sẽ học nhẹ nhàng cho nên lên Atomic 4 thôi nha anh em. Nâng tạm lên cấp 4 đi. Mình nghĩ là con số 4 thì nó cũng khá đỡ tốn ki hơn. Ok. Úp như này thì khả năng là úp liên tục được. Có cải trang rơi nhí này nó hút ki lại vừa kịp luôn anh em. Đấy. À từ từ, để mình xem cái chiêu Atomic tốn bao nhiêu ki. Ô, cấp 5 mà tốn có 258 ki rồi à. Mà con đệ của mình 63k. Hay nâng luôn cấp 5 đi anh em.
nâng luôn cấp 5 đi. Sợ cái gì? Quất luôn. Rồi. Ok anh em ơi, và hiện tại thì mình đang đi kiếm cái phiếu giảm giá cho nick này nhá. Hôm qua thì mình có úp nó hết cái cả trang dơ nhí rồi ấy. Nên là bây giờ mình sẽ sắm cho nó một cái Dracula đi, để mình úp đệ cho nó dễ hơn anh em ạ. Ok, sắp chết con cá đích rồi. Đấy, mỗi người một cái phiếu giảm giá liền. Bây giờ mình sẽ lụm cái phiếu giảm giá này nhá. Ôi thôi chết rồi, hành trang đầy rồi anh em ơi. Từ 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 từ, vứt cái titan này ra. Ok, lụm. Rồi, vậy là mình đã có cái phiếu giảm giá rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi nó kết thúc xong rồi ra ngoài kia và mua Dracula thôi nha anh em. Đây, bây giờ thì mình sẽ mua một cái Dracula 400 ngọc, đòn luôn. Rồi, vậy là con đệ của mình là bây giờ là úp chỉ có bất tử thôi đấy, không thể chết được. Đấy, đệ của mình cũng gần 600 triệu rồi. Khả năng là bây giờ mình nâng cho nó được cái Atomic cấp 7 rồi anh em ơi. Tại vì để cấp 5 úp thì cũng không sao đâu, nhưng mà nâng cấp 7 úp cho nhanh anh em ạ. Đấy, nâng thêm hai cái là cấp 6 với cấp 7 luôn, đầu tư luôn cho nó đi. Ok nha anh em. Hello anh em. Và sau khoảng tầm 5 ngày úp thì hiện tại là con đệ của mình sắp mở skill 3 rồi đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục áp dụng cái thủ thuật mở skill 3 của anh còi, để hy vọng là con đệ của mình nó sẽ ra cho mình, đó chính là tái tạo năng lượng, để úp lên 20 tỷ cho nó dễ hơn nha anh em. Đợi hồi sinh lên thì mình sẽ cho mở skill 3 luôn nha anh em. Đây rồi anh em ơi. Hiện tại cũng lên 830 rồi, sắp ra rồi. Đậu xanh. Ra tái tạo năng lượng giống sư phụ đi, chiêu 1 Garlic, chiêu 2 Atomic, chiêu 3 mà tái tạo năng lượng nữa thôi là đúng bộ 3 xây ra luôn. Bộ 3 đi úp phải gọi là mắc binh của xây ra luôn đấy anh em, của trong game luôn ấy. Đi úp là phải gọi là tuyệt vời luôn. Đậu xanh 97 rồi. 928. Cố lên. Một con nữa thôi anh em ơi. Tái tạo năng lượng, anh em cùng hô vang với mình đi. Làm ơn, tái tạo đi. Chiêu 3 là chiêu quyết định con đệ này đấy. Tại vì chỉ có tái tạo năng lượng thì mới úp được lên 20 tỷ thôi. Thái Dương Hạ San cũng được nhưng mà không thích bằng. Mình chỉ hy vọng nó ra tái tạo năng lượng cho mình thôi anh em ạ. Ra rồi. Tái tạo năng lượng. Úi xồi ôi. Thưởng nóng liền luôn anh em. Mình cho lên 7 luôn anh em ạ. Đây, 1 này, 2 này, 3, 4, 5 và 6 nha anh em. Mất tầm bao nhiêu? 200 x 6, 1k2 ngọc thôi à, xương xương. Nói chung là mày cứ ngoan thì cái gì cũng có thôi đệ tử ơi. Đấy, một bộ skill mắc binh của con đệ của mình nhá. Rồi, và giờ thì chắc là tiếp tục hành trình. À, còn cái nâng găng chứ, bây giờ mình phải đi nâng găng. Sau đó thì tiếp tục hành trình úp nó lên 20 tỷ nha anh em. Ok. Hello anh em. Giờ thì mình sẽ gọi bộ một sao này để ước cái găng lưỡng long của con đệ lên cấp 7 luôn nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gọi luôn đi. Tại vì server 6 thì nói chung là chả ai tranh với mình đâu. Đây, vào đây này. Và găng tay đệ tử lên một cấp. Đấy, vậy là nó đã lên được 4382 rồi nha anh em. Khá là ngon. Rồi, thì giờ mình sẽ đi úp đây. Hello anh em. Và sau khoảng tầm 18 ngày thì hiện tại là con đệ của mình đã lên được 19 tỷ 989 rồi. Mình đã cho nó mặc full một set thần linh của sư phụ để đi úp rồi. Nói chung là bây giờ cần mọi loại quái luôn, không có con quái nào mà cản bước được con đệ của mình đâu anh em. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ mở skill 4 cho con đệ ở map núi đá này nhé. Đây, mình sẽ đứng đây mở hai con này luôn anh em ạ. Và skill 4 tất nhiên rồi, hy vọng là nó sẽ ra cho mình được chính là biến khỉ, thì phải gọi là mắc con mẹ nó binh luôn anh em ơi. Rồi, là full 4 skill của Saiya luôn đấy anh em ạ. Rồi thì chắc là giờ còn tầm 11 triệu nữa mới mở cơ. Mình bật cờ lên mình úp một tí nữa nhá. Khi nào gần ra thì mình sẽ quay trở lại với anh em nhá. Ayo anh em ơi. Và hiện tại thì mình đang tiếp tục mở skill 4 đây. Vừa lấy đang định mở ở bên núi đá kia nhưng mà mình bị bọn nó quay anh em ạ, nên mình trốn sang bên cell 6 mình mở luôn. Cái đậu xanh nữa, đang định mở ở bên đấy thì bọn nó kéo người sang, bọn nó bật cờ lên, bọn nó quay mình anh em ạ. Nên thôi, mình sang bên đây mình úp cho nó lành. Chắc bọn này không sang được tương lai, từ lúc mình sang đây không thấy nó đâu nữa rồi. Rồi, thì hiện tại cái của mình con đệ cũng lên được 98 rồi. Còn tầm 1 triệu nữa thôi là nó sẽ ra nhá. Biến khỉ đi nào, cái đậu xanh. Giờ mà ra biến khỉ một phát nữa thì thôi. Con đệ này đúng đỉnh luôn đấy. Đúng kiểu là ước mơ của bao người luôn đấy, là mình cho lên khỉ 7 luôn đấy. Mình không tiếc đâu. Mình chỉ hy vọng là nó ra cho mình biến khỉ thôi. 500k nữa. Biến khỉ lên này. Giống sư phụ đi. Mày nhìn sư phụ mà học tập đây này. Mày nhìn sư phụ mày mà học tập đây. Ui sắp ra rồi anh em ơi. Ra rồi.
ra rồi, xem nào, biến khỉ, vai nổi, xui thế. Thôi thì chắc là giờ mình sẽ treo con đệ của mình ở đây lên 40 tỷ luôn nha anh em. Và khi nào con đệ lên 40 tỷ thì mình sẽ hoàn thiện cho con đệ một set thần linh y là sư phụ luôn. Và sẽ đi test cho anh em xem là sức mạnh của nick không đồ sao pha lê nó sẽ như thế nào. Ok chưa anh em? Ayo nhé. Và hiện tại là sau khoảng tầm 7 ngày con đệ của mình đã tròn 40 tỷ. Thì nó mắc được HP Vicky, giáp là 228 và sức đánh gốc là 22k2 nha anh em. Bộ skill là Atomic, tái tạo năng lượng và đẻ trứng anh em ạ. Thì ngày hôm nay như lời hứa của clip trước thì mình sẽ tiến hành, đó chính là đi hoàn thiện cho con đệ một set hủy diệt y hệt của sư phụ luôn nha anh em. À mà cũng không y hệt lắm đâu, tại vì mình không kiếm được cái giày với cái áo anh em ạ. Nên là mình sẽ sử dụng cái giày với cái áo là cấp 4 nha anh em. Đây, mình kiếm được một cái quần 95k cho đệ này, chưa sao pha lê luôn. Rồi thì giờ mình sẽ sắm nhẹ một cái áo mà chuyển hóa được, là cái áo chưa nâng cấp nha anh em. Để mình lướt thử xem nào. Ui cái này khá ngon này, ok quất luôn. Tiếp theo thì một cái giày nữa, một cái giày jean. Mình đang cần kiếm một cái giày jean nữa là binh. Rồi mình đi chuyển hóa luôn anh em. Ui đây, 52k ngon này, 100 triệu này. Từ từ để mình lấy vàng cái nha anh em. Đây rồi anh em ơi, mình vừa chuyển vàng sang rồi. Bây giờ quất luôn 100 triệu cái giày này. Rồi, và bây giờ đến tiết mục, đó chính là đi chuyển hóa nhá. Chuyển hóa cái áo với cả cái giày với cái găng cho đệ. Nữa là mắc binh luôn, nữa là hoàn thiện hành trình luôn anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển hóa trang bị này. Chuyển hóa dùng ngọc luôn nha anh em. Đợi tí mình chuyển khu cái đã, hai con kia nó ồn ào quá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành chuyển hóa trang bị này. Chuyển hóa dùng ngọc này. Mình sẽ cho cái áo thì chắc là cái áo cấp 4 thôi. Cái nhẫn thì mình có cái nhẫn cấp 6 này. Ép với cái nhẫn thần linh 17 là 26k. À đâu, 26 chí mạng chứ. Nhầm anh em ạ. Nhầm là 26k. Ok, xong cái nhẫn nhá. Nhẫn 26 này chắc mình cho sư phụ, còn cho đệ cái nhẫn 24 đi. Tiếp theo là cái găng. Găng là mình mua được găng mắc 15% là 5175 luôn nha anh em. Lên là 10k luôn đấy. 10k081 luôn đấy anh em ạ. Găng này nói chung là mắc của server 6 rồi. Server 6 tại vì không có cái găng lưỡng long 62 bao nhiêu như server 1 đến server 4 ấy. Nên là thôi tạm như này cũng được. Tiếp theo là cái áo cấp 4 này. Cấp 4 thì khả năng lên được 1k5 mà. Cũng được. Xương xương thôi. Đệ thì chỉ cần thế thôi anh em ạ. Tại vì giáp thì nó cũng không cộng vào cho sư phụ mà. Tiếp theo là cái giày thì mình cũng đang định giày cấp 6 đấy. Nhưng mà thôi, giày cấp 4 thôi anh em, không quan trọng kỳ cho lắm. 76k, được. Đòn luôn. Đó, vậy là mình đã hoàn thiện hai set hủy diệt rồi. Một cái cho sư phụ và một cái cho đệ. Cái này thì chắc là mình sẽ cho sư phụ này. Cái 24 là cho đệ tử này. Tiếp theo là cái găng này cho sư phụ đi. Còn cho cái 9k9 này cho đệ này. Đó, binh liền. Áo này cho đệ với cả giày cho đệ nữa thôi là ok nha anh em. Đấy, vậy là mình đã hoàn thiện. Sồi ôi, hai set hủy diệt. À nhầm, hai set thần chứ. Hai set thần zin luôn nha. Không sao pha lê. Chuẩn như hành trình mình đã nói từ đầu. Đệ 40 tỷ, sư phụ 40 tỷ. Úp lên cũng không sử dụng đồ sao pha lê tí nào luôn. Rồi, thì giờ đến tiết mục quan trọng nhất. Đó chính là đi test sức mạnh thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Nhưng mà trước đó thì hiện tại đang có cái sự kiện quay mị ở bên đây ý. Thì chắc là mình sẽ lên mình quay xương xương cái con mị xem nó như thế nào nhá. Đây, mình có sẵn một cái bó hoa đợt trước mình tích ở sự kiện 8 tháng 3 trước ý. Ok, bây giờ mình sẽ vào vòng quay đặc biệt và kiếm mị thôi. Hai con mị luôn này. Hai con mị luôn thì tuyệt vời này. Ra luôn. Ui dồi ôi, ba con mị luôn. Quá tuyệt vời, vĩnh viễn đi nào. Vĩnh viễn không, 3 ngày. Mấy? 3 ngày, ôi trời ơi, 3 cái, 3 ngày. Ôi dồi ôi, thật chứ. Rồi, giờ mặc vào xem sức đánh tối đa là 52k, đệ bao nhiêu? 47k9 anh em ạ. Cũng được đấy nhở, tính ra là cũng khá ok đấy nhở. Giờ đi test thôi anh em nhở. Hello anh em, và trên tay của mình đây. Anh em nhìn thấy cái máy gì không ạ? Nokia E72, huyền thoại luôn anh em. Thì những anh em nào mà chơi game Ngọc Rồng từ thời xưa ấy, thì chắc hẳn là rất quen với cái máy này rồi. Treo game thì phải gọi là mặc bình luôn. Thì cái máy này là mình mới mua ở gần đây. Mình mua từ cái lúc mà mình chơi cái hành trình game xưa ấy. Mình định làm một cái hành trình mình chỉ cày bằng cái máy này. Nhưng mà đậu xanh treo lâu lâu nó hay bị mất kết nối quá. Nên là mình hủy cái hành trình đấy rồi. Mình chuyển sang đó chính là úp ở trên PC. Nhưng mà đây, bây giờ có cơ hội để sử dụng nó rồi. Thì sau khi cái nick game xưa của mình xuống núi thì mình sẽ quyết định dùng cái máy này để đi test nha anh em. Test cái sức mạnh của nick kia xem nó như thế nào. Thì đây,
vào game nó hơi chậm một tí. Đây, thì mình đã nhập sẵn tài khoản mật khẩu của nick game xưa của mình vào đây rồi. Giờ thì chỉ việc vào game và đi test cho anh em xem thôi. Đấy, nói chung là hành trình game xưa mà, nên là phải test ở trên một cái máy cũng phải xưa chứ, chứ test trên PC thì thường quá đúng không anh em? Rồi, đây, mình đã đăng nhập vào game thành công nha. Đây là cái bản mod của mình xin của thằng bạn mình nhá. Nên là nhiều anh em cũng xin mình bản mod của trên Java nhưng mà mình không có anh em ạ. Đây thì một set thần vẫn là set thần zin nha, mình vẫn chưa ép gì. Cải trang mị nương luôn này, còn một ngày nữa. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi cướp hồng rồng Namek thử với nick này xem như nào nhá. Skill thì vẫn là 5 skill đầu như đầu clip mình nói thôi, đầu hành trình mình nói chứ. Đệ tử thì 40 tỷ cũng là một set zin luôn nhá. Vẫn không có sao pha lê gì cả đâu nha anh em. Chứ mình check kỹ cho anh em hay không anh em lại bảo mình chơi dơ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đó chính là hợp thể thường với đại tử và đi cướp ngọc rồng Namek để xem là cái đam của nick này sẽ như thế nào nhá. Ok, bắt đầu thôi anh em. Và cướp thử trên cái máy này xem nó còn mượt mà như ngày xưa không. Sử dụng này. Ui, sao ngọc rồng Namek vắng tanh này. Không có ai à? Ô, vãi nồi luôn này. Ui, vắng tanh luôn anh em ạ. Đậu xanh. À, đây là map ở gần làng Mori đúng không? Mình nhớ địa hình mà. Nhìn cái bản mod này của thằng bạn mình nó xóa hết địa hình đi cho nó nhẹ anh em. Tại cái máy này của mình mua lại, mình không hiểu sao chơi như kiểu là mấy cái bản mà full map ấy, nó không chơi được anh em ạ. Nó toàn bị ứng dụng sai không. Anh em nào biết fix thì thử comment phía dưới để mình làm theo nha. Chứ mình chịu đấy, mình chỉ chơi được cái bản này của thằng bạn mình nó đưa cho mình thôi. Ô, có cái hồng ngọc kìa, lụm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cầm sang bên làng để mình test. Ui, 113k sức đánh kìa, 1.700.000 HP nha anh em. Úi xồi ôi, thế này thì bá đạo quá. À đây, đứng đây mình biến khỉ lên cái này, R lên cái này. Rồi, Q. Rồi, bây giờ mình sẽ sang mình đấm thử xem bao nhiêu K một hit nha. Ui, toàn mấy nick zin không. Ui, 500K. Ui, 553K kìa. Ui, nó chửi tôi, nó chửi anh em, nó chửi mình nhớ. Nó chửi cầm mờ mờ. Cay chứ. Cay cái gì thế. Gì mà căng thẳng thế các bạn. Một trưởng. Ui, 889K anh em ơi. Ui xồi ôi, khác gì nick không sao, à nick có sao pha lê đâu. Đẳng cấp mà anh em, để từ từ mình đổi khu cái. Khu này như có vẻ là hơi vắng. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi khu này. Khu không nhá, đây là đang khu 1 anh em ạ. Ui có thằng cầm ngọc giòn Namek kìa. Từ từ để mình pem thằng này đi. Đấm này, đấm thử. Ui, vãi nồi, thằng này 31 tỷ mình đấm một hit đi luôn kìa. Đấm hai hit đi luôn này thì 40 tỷ với chúng tôi. Từ từ lâu lắm mình không sử dụng cái máy này, khó điều khiển quá, quên hết cách dùng rồi. Từ từ 1.3 triệu, mày đứng lại. Ui nó đi rồi này anh em ơi. Thằng này 1.1 triệu này, thằng 1.1 triệu. Ô sao mình đấm có 200k này. Ô vậy đấm 500k mà sao bây giờ đấm còn 200k này, cùi vậy. Ủa bị giảm đam à, alo. Ảo vậy, ảo thật đấy. Ui thằng kia nó sang rồi, nó là trái đất à. Ui cái gì vậy, đi luôn kìa. Ui đi luôn kìa anh em ơi. À thằng này mày được, tao khô máu với mày luôn. Thằng Itno này, Itno no 1 mày. À nó trái đất anh em ơi, khó cho mình quá. Hay là nó bảo mình chạy đi kìa. Ok, từ từ mình chat là ừ đi cho mày. Ui nó chở mình 4 triệu anh em ơi. Ai à, thằng này khó rồi, đối thủ khó rồi anh em ơi, nhưng mà không sao. Choáng liên tục thế này thì đúng cháu chịu luôn đấy. Nhìn đam nó kìa anh em, đấm 200k. Thế này sao mình chịu được. Mày thử tháo đồ sao pha lê trên người mày ra. Ù nó chở mình 4 triệu 7 kìa. Thằng này nó định làm chùm server 6 đây rồi. Thằng này mày định làm chùm đúng không. Để tao khô máu với mày, hôm nay tao còn nhiều ngọc mà. Tao, ui mình đấm nó 100k. Vãi nổi. Lại thôi miên. Khó chịu thế nhờ. Ui nó dịch chuyển tức thời này, nó KB 4.6 triệu. Ai à. Được, bây giờ mình sẽ bom nó phát cuối nha anh em. Chứ mình đấm thì xác định là không giết được rồi. Bom đi. Xác định là không giết được nó rồi. Đi. Ui vãi nồi, nó khiên năng lượng luôn kìa. Khó chịu thế. Thôi thì nói chung là hành trình của mình hôm nay cũng vui vui thế thôi. Gọi là đi test xương xương thế thôi nha anh em. Đấm nói chung là cũng được. Từ từ mình vào ba đã nó chat gì đấy. À xin đậu. Rồi thì thôi, vậy là ngày hôm nay mình cũng hoàn thành cái hành trình game xưa này rồi nha anh em. Game xưa là đệ cũng 40 tỷ này, sư phụ 40 tỷ này, hoàn thiện được 2 set thần này. Thôi thì nói chung là clip của mình cũng đến đây thôi.